robot thiệt ra tôm quay và sầm tuột sầm môi tiền châu co quay chụp hình quay một ắt tư và một tư kháng cáo đi đi mà mũi trừng cung đi hạ nam an tôm lu phun đom tàu chụp và nâu nặng tơ tiệt và hôm nay bên thèm và ắt toàn chào đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với những trận đấu đỉnh cao của Sao Thể Thao. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu trường Khương Mai, nơi đang hiện diện trận đấu giữa Thehara, võ sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử Quân Khương Mai, đối đầu với Joshua, võ sĩ đến từ Trung Quốc. Hai võ sĩ sẽ thi đấu với nhau ở một môn kickboxing. Thehara là võ sĩ ở góc đài màu đỏ, còn Joshua là võ sĩ ở góc đài màu xanh. Vẫn là cách nhập cuộc quen thuộc của Thehara, sự vững chãi nhưng đòn đánh hết sức thong dong và đầy mạnh mẽ của võ sĩ Quân Khương Mai xuất sắc nhất lịch sử Campuchia. Thehara vẫn đang giữ thế chủ động trước Joshua, võ sĩ người Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi liên tục đổi thế đứng đổi kèo của võ sĩ đến từ Campuchia Thehara. Chúng ta có thể thấy là võ sĩ người Trung Quốc có thể hình, thể trạng không kém gì với Thehara, nhưng về tốc độ ra đòn, sự tự tin, Thehara đang là người nắm thế chủ động rất lớn trong trận đấu này. Liên tục là những cú phang ống rất nặng của Thehara và người của Joshua. Võ sĩ người Trung Quốc đang bị động trước nhịp thi đấu và lối chơi cực kỳ nhanh của Thehara. Tiếp tục là những tình huống dồn ép của Thehara, kèm theo đó là những cú gối bay của võ sĩ Khương Mai số 1 Campuchia. Việc linh hoạt trong việc đuổi kèo đang giúp Thehara nắm được thế chủ động rất lớn trước Joshua. Thehara trong nhiều trận đấu chủ động sử dụng những đòn tay sau, chân sau vượt kèo với đối thủ để kết thúc trận đấu. Và vừa rồi là một cú gối bay rất tốt của Thehara vào bụng của Joshua. Khi được thi đấu trên sân nhà thì Thehara không khác gì thêm 200% sức mạnh. Các anh lấn lướt hoàn toàn tất cả các đối phương, từ Tây sang Đông, từ Đông sang Á. Và bây giờ là dồn ép của Thehara, liên tục là những cú đấm và những cú gối bay đi vào vùng bụng của Joshua. Thehara đang muốn làm tiêu hao thể lực của đối phương và có thể kết thúc đối phương ở trong những trận đấu sau. Và vừa rồi là một cú đấm thẳng vào gan của Joshua đến từ Thehara, và đã có cái đếm đầu tiên đối với võ sĩ Trung Quốc. Thế trận vô cùng chủ động của Thehara, anh dồn ép vây bắt bẫy đối phương, và anh đã khiến võ sĩ đến từ Trung Quốc Joshua phải nhả ngậm răng ra sau một cú đấm thẳng vào vùng gan, khiến cho võ sĩ của Trung Quốc rất là đau đớn. Và Joshua vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với Thehara, và anh đang vẫn chịu những cơn mưa đòn đấm của võ sĩ không ai xuất sắc bậc nhất lịch sử Thehara. Liên tục là sức ép của Thehara, những tình huống đánh trả của Joshua không thể nhiều đam bằng Thehara được. Tay sau chân sau rất tốt của Thehara. Thehara đang nắm hoàn toàn thế trận, dẫn dắt được Joshua. Tay sau tốt của Thehara sau những tình huống phản đòn của Joshua. Ngay lúc này thì cơn ác mộng mang tên Thehara đã kết thúc hiệp 1 trước Joshua. Chúng ta ngay lập tức đến với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu diễn ra ở bộ môn kickboxing, nơi có sự hiện diện của Thehara, võ sĩ Quân Khmer xuất sắc nhất lịch sử Campuchia, đối đầu với Joshua, một võ sĩ kickboxing đến từ Trung Quốc. Joshua là một võ sĩ chơi kèo nghịch, nhưng Thehara liên tục đổi kèo đã khiến cho võ sĩ đến từ Trung Quốc rất lung tung, và đặc biệt là vẫn lối chơi khai thác vào vùng bụng của đối phương đang khiến cho Joshua bị dồn ép một cách kinh khủng. Vẫn tiếp tục là những cú đấm, những cú gối đi vào thẳng vùng bụng của Joshua đến từ Thehara. Võ sĩ người Campuchia giữ thế chủ động rất tốt, anh đang dẫn dụ Joshua ra đòn để có những cú đấm rất nặng về phía vùng bụng. Thehara trong trận đấu này chưa gặp một đòn đánh nặng đến từ Joshua cả.
Anh đang rất chủ động dồn em. Vẫn tiếp tục là những cú body shot, cú đánh vào vùng gan, vào vùng bụng của Suai. Suai đang rất thấm mệt rồi. Dù đây mới chỉ là những giây phút đầu của hiệp đấu thứ hai. Sự dồn ép của võ sĩ đến từ Campuchia là cực kỳ kinh khủng. Thi đấu trên sân nhà và được đánh ở bộ môn gần giống bộ môn Kun Khơ Mài. Đây sẽ là một thế mạnh rất lớn của Thera. Tiếp tục là những cú gối. Những cú gối rất nặng của Thera vào bụng của Zuzuai. Họ sĩ người Trung Quốc chịu sức ép vô cùng lớn. Sức ép từ khán giả nhà Campuchia và từ những cú đấm, những cú gối như bố bố của Thera. Và họ sĩ người Trung Quốc có vẻ như đang rất nhát đòn rồi. Anh bè kỹ rất chắc và mắt nhắm lại khi nhận được cú đòn đến từ Thera. Liên tục là những cú đấm của Thera. Vừa rồi là một tình huống lấy đà để lên gối, nhưng rất may Zuzuai đã tránh kịp và làm mất nhịp của Thera. Thera đang có phần thi đấu chững lại, chậm lại trước đối thủ của Trung Quốc. Có vẻ như anh không muốn đối thủ của mình bị gục quá sớm. Anh muốn kéo trận đấu đến hiệp thi đấu thứ ba. Vẫn là những tình huống dồn ép của Thera. Gần như Thera đang nhường lại thế trận cho Suhai một chút. Thì anh chủ động tránh né, lách né và phản đòn chứ không dồn dập như trước nữa. Anh vẫn đang muốn dắt dụ đối phương của mình thi đấu thêm một hiệp đấu nữa. Bây giờ là những cú trả đón rất nặng của Suhai sau khi được Thera nhường lại phần sân chơi cho mình. Võ sĩ người Trung Quốc cũng đã tung ra được nhiều cú đấm hơn khi Thera chủ động di chuyển và phản công. Và bây giờ là combo tay chân, series đòn, tổ hợp tay chân đến từ Thera. Cú đánh rất nặng bằng tay sau, rất nặng, đang hướng về phía đầu của Suhai. Và võ sĩ đến từ Trung Quốc chỉ có thể chịu đựng. Và vừa rồi là hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Chúng ta ngay lập tức đến với hiệp thi đấu cuối cùng, trận đấu giữa Thera đối đầu với Suhai, võ sĩ kickboxing đến từ Trung Quốc. Đây là hiệp thi đấu thứ ba ở nội dung kickboxing. Thera vẫn đang nhường lại lực thế trận cho Suhai, không đáng kể. Thì lực đánh của võ sĩ Suhai đến từ Trung Quốc là không quá lớn để có thể áp đảo được Thera. Tiếp tục là một cú đánh về vùng bụng. Suhai cũng đang vùng lên vô cùng mạnh mẽ. Thì những cú đánh của anh đã có điểm rơi vào phía người và phía đầu của Thera. Tiếp tục là những tình huống thoát góc để trụ của Thera. Anh không để cho đối phương dồn mình vào góc đài, giữ kỹ lý tộn. Vậy là vừa đủ để kéo dài trận đấu. Vẫn là những cú đạp rất chất lượng của Thera vào bụng của Suhai. Sĩ kickboxing đến từ Trung Quốc đang dần lấy lại được nhịp thi đấu, nhưng vẫn không quên cao tay để bỏ trúng những cú đấm rất nặng của Thera. Vẫn tiếp tục là những cú phản công tay sau sắc lẹm của Thera vào đầu của Suhai. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính khi Thera chậm lại. Và bây giờ là sự dồn ép của Thera. Hơn một nửa thời gian để cho ở hiệp thi đấu thứ ba để cho Suhai dồn ép. Và bây giờ thì Thera đang dần lấy lại thế trận. Thi đấu của anh đang nhanh hơn. Và tiếp tục là những tình huống rình rập của Thera về phía Suhai. Suhai đang ép góc Thera. Những sức ép không đủ lớn để khiến cho võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử Kun Khơ Mài Thera trở nên nóng giận và để ra sơ. Đoạn tiếp một cú đánh bụng tiếp tục của Thera. Cơn mưa đòn. Và bây giờ thì Suhai một lần nữa phải gục xuống sàn sau những cơn mưa đòn đi vào vùng bụng và vùng gan, làm tiêu hao thể lực rất lớn của võ sĩ kickboxing sinh đến từ Trung Quốc. 7 tiếng đếm, 8 tiếng đếm và võ sĩ kickboxing sinh Suhai vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Và một lần nữa ngậm răng đã rời khỏi mồm của Suhai.
cú đấm vào vùng bụng đã khiến cho Joshua phải há mồm, khiến rơi bóng ra. 30 giây cuối cùng, dồn ép điên cuồng tới từ Thera. Cú đấm rất nặng của Thera về phía đầu của Joshua. Vẫn là những cú đấm rất nặng, dồn vào vùng bụng liên tục những cú đấm. Cú gối của Thera và một lần nữa thì Joshua đã ngồi vào một góc và những tiếng đếm của trọng tài đã vang lên. Sức mạnh của ông vua cúp cơm này, Thera. Và có lẽ lần này thì Joshua đã phải chấp nhận thất bại. Sự kinh khủng đến từ cú máy đấm mang tên Thera. Máy moi gan Thera khiến cho võ sĩ kickboxing Trung Quốc Joshua chấp nhận thất bại. Chiến thắng như bao chiến thắng rất trong vánh của Thera trên đấu trường cúp khơ mại. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi những trận đấu cúp khơ mại đỉnh cao của Vì Sao Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu cúp khơ mại đỉnh cao tiếp theo. Xin chào. Bạn đã chơi hai du hai art class của thầy Robert Thera đánh hai đánh điện tại trong cái nơi tại thuyền bùa khang cầu. Vượt bị khiết Robert Thera cứ cánh bật lên ơi bra cánh. Vậy đây sân khán Thera bánh mạnh này cứ còn tại ông bà thăm pi liên bà thay em tiết bay ở sà lập lập mền từ bạt. Và này tôi sẽ nói về chuyện. Ồ, tao ai? Chỗ bùa được mùi cái này này, mùi đầy, tuột cái chân co mùi. Thế